Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Mở đầu chuyên mục là ghi nhận tuần giáo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tiếp đó là phóng sự dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Điện Biên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tuần giáo lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025 xác định tập trung phát triển diện tích cây ăn quả trên địa bàn đạt 1.000 ha, trong đó hình thành các vùng trồng cây ăn quả tập trung. Nhiều giải pháp cụ thể đã và đang được địa phương này triển khai nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Phóng sự sau phản ánh nội dung này. Phát triển cây ăn quả là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo xác định trong phát triển kinh tế của địa phương. Theo đó, những năm gần đây, xã đã tích cực vận động người dân chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng xoài Đài Loan và nhãn chín muộn. Sau 4 năm triển khai, hiện nay nhiều diện tích đã cho thu hoạch, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Sau khi được chính quyền địa phương vận động phát triển cây ăn quả, ông Quảng Văn Hoan, bản Chăn, xã Quài Nưa đã mạnh dạn chuyển đổi 7.000 m2 đất vườn của gia đình sang trồng 280 gốc xoài Đài Loan. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc nên số diện tích cây ăn quả của gia đình ông Hoan phát triển khá tốt. Năm 2021 đã cho thu hoạch lứa quả đầu tiên và đang hứa hẹn sẽ mang lại thu nhập cao cho gia đình. Từ năm 2019 thì được nhà nước hỗ trợ giống cây trồng và hỗ trợ phân, thì gia đình tôi cũng đăng ký trồng cây xoài với diện tích là 7.000 m2. Tôi thấy kỹ thuật chăm sóc cây xoài thì nó cũng đơn giản thôi. Chủ yếu là mình đầu tư phân chuồng, vì phân chuồng mình sẵn có của địa phương mình rồi thì nó cũng đỡ tốn kém. Khi đầu tư phân ấy, thì tôi thấy cây xoài nó phát triển cũng rất là nhanh. Với trách nhiệm nêu gương của người đảng viên và nhất là nhận thấy giá trị kinh tế cao từ trồng cây ăn quả, ông Lường Văn Thoại, bản Chăn, xã Quài Nưa là một trong những hộ đầu tiên trong xã Tiên Phong đưa cây xoài vào trồng, thay thế toàn bộ diện tích trồng cây sắn trước đây của gia đình. Hiện nay, ông Thoại đã trồng được gần 1 hecta xoài Đài Loan và đang có kế hoạch mở rộng diện tích trồng cây ăn quả trong thời gian tới. Đảng viên thì tôi mang cây xoài vào trồng để phát triển và tăng thu nhập cho gia đình. Hiện tại bây giờ trồng thì cũng khá tốt. Giờ tôi cũng vận động bà con cùng trồng và bây giờ cũng nhân rộng diện tích ra, nhiều bà con cũng trồng theo. Hiện nay, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo đã trồng được hơn 30 hectare cây ăn quả, trong đó tập trung nhiều tại bản Chăn, bản Co Nuông, Co Sáng và bản Trá. Để phát triển diện tích trồng cây ăn quả, ngoài hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, địa phương này đang cử cán bộ khuyến nông trực tiếp xuống tận thôn bản, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc, để cây ăn quả sinh trưởng và phát triển tốt. Chúng tôi tập trung vào cây xoài thì cứ mỗi lần thu hoạch một lần thì đến hướng dẫn bà con chăm sóc tỉa cây cành. Sau khi tỉa xong thì đến một thời gian nào đó thì chúng tôi lại đến hướng dẫn bà con cái phun phòng cái các loại sâu bệnh. Diện tích cây ăn quả trên địa bàn xã thì cây xoài là đang rất phát triển rất tốt. Và sắp tới thì chúng tôi cũng tập trung là sẽ tuyên truyền cho bà con để nhân rộng cái mô hình trồng xoài này. Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo có nhiều lợi thế về đất đai rộng lớn, được Đảng bộ huyện Tuần Giáo định hướng phát triển thành vùng trồng cây ăn quả tập trung. Hiện nay, ngoài duy trì trồng 40 ha dứa, xã Pú Nhung vừa triển khai trồng được gần 14 ha mít, 12 ha cây mắc ca và kế hoạch trong năm tới sẽ tiếp tục mở rộng triển khai trồng nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuần Giáo đề ra, xã Pú Nhung đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để bà con thay đổi nhận thức trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện. Cấp ủy chính quyền cũng đã tập trung có những giải pháp chỉ đạo tuyên truyền xuống các chi bộ, đặc biệt là các đồng chí bí thư trưởng bản, và tập trung quán triệt sâu sắc về mọi chủ trương và cái việc phát triển rừng và chuyển đổi cây cơ cấu cây trồng vật nuôi. Chúng ta phải tập trung vào những cái cây ăn quả có hiệu quả để thực hiện tốt mà có hiệu quả. Trước tiên là chúng ta đã, các ủy chính quyền đã tập trung quán triệt sâu sắc, đặc biệt là cán bộ, công chức, cán bộ trưởng bản, các đồng chí là phải tập trung, các đồng chí phải gương mẫu trước, phải thực hiện trước,
và để làm tiên phong trước, để sau đó thì chúng ta mới có thể tuyên truyền vận động người dân có thể nói theo. Hiện tại, ông Sùng A Chía, bí thư chi bộ bản Phiêng Bi, xã Pú Nhung đã trồng được hơn 2 hecta cây ăn quả, trong đó chủ yếu là cam, dứa, mít và mắc ca. Ngoài tập trung chăm sóc diện tích cây ăn quả của gia đình, ông Chía còn tích cực vận động đảng viên trong chi bộ và bà con trong thôn bản trồng và mở rộng diện tích cây ăn quả. Bí thư chi bộ thì nói chung là mình luôn mình phải gương mẫu đầu tiên, huy động bà con nhân dân ta để nhất là trồng cái cây ăn quả. Trước là mình trồng cây ngô mấy cái là nói chung là rất là phức tạp. Đấy. Bây giờ là mình thay đổi về cái kinh tế phát triển như thế nào, nhất là về cái cây ăn quả sau này là nó sẽ nhàn cho bà con nhân dân đấy chúng ta sau này. Mọi người về bí thư là tôi luôn luôn để tôi trồng đầu tiên để nhân dân sau này nó sẽ làm theo. Để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, phấn đấu đến năm 2025 phát triển diện tích cây ăn quả trên địa bàn đạt 1.000 ha. Trong 2 năm qua, huyện đã chú trọng lồng ghép các nguồn vốn để triển khai các mô hình, dự án liên kết chuỗi sản xuất cây ăn quả nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ khuyến khích người dân, cũng như thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư mở rộng quy mô, phát triển cây ăn quả trên địa bàn. Theo đó, mỗi năm, huyện Tuần Giáo đã phát triển trung bình được gần 40 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn đạt gần 500 ha. Thì huyện cũng đã thực hiện theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23 giai đoạn 20-25 ấy. Thế thì trong 2 năm gần đây thực hiện cái nghị quyết này là việc cái phát triển cây ăn quả là huyện cũng đã tập trung chỉ đạo từ cấp ủy chính quyền địa phương, từ huyện đến xã thực hiện trong cái việc tuyên truyền vận động tới người dân. Thì trong 2 năm gần đây thì huyện cũng đã tập trung duy trì phát triển những diện tích hiện có là hơn 300 ha cây ăn quả trên địa bàn huyện, chủ yếu là các cây xoài, cây nhãn và cây dứa. Diện tích ngoài cái diện tích mà duy trì phát triển những diện tích hiện có và hàng năm cũng chú trọng cái việc mà phát triển theo chuỗi sản xuất liên kết với các doanh nghiệp, các hợp tác xã và cùng người dân để thực hiện phát triển chuỗi khi liên kết trồng cây xoài rồi cũng như là cây nhãn này, và cũng đã có thành công bước đầu và người dân cũng đã có thu nhập. Tuy nhiên, việc phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn bởi địa hình nhiều xã bị chia cắt. Khi xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung bị hạn chế, quy mô chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở một số địa phương chưa bền vững, còn nhỏ lẻ manh mún. Ngoài ra, sự liên kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp đầu tư với người dân còn hạn chế. Để tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích trồng cây ăn quả và nhất là tìm đầu ra tiêu thụ ổn định cho sản phẩm, huyện Tuần Giáo hiện đang tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Để thực hiện cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện là đến 2025 phấn đấu là trên địa bàn huyện có 1.000 ha cơ, đạt 1.000 ha diện tích cây quả này. Huyện cũng chú trọng trong cái việc mà chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như là phòng nông nghiệp rồi là trung tâm dịch vụ nông nghiệp đẩy mạnh cái việc chuyển giao khoa học kỹ thuật tới người dân để vận dụng vào trong quy trình thâm canh sản xuất phát triển đối với chuỗi cây ăn quả, và nữa là đưa những cái cây ăn quả có giá trị kinh tế và phù hợp với lợi thế, tiềm năng lợi thế của địa bàn, các xã, và tập trung chủ yếu nhất vẫn là trồng xoài và trồng nhãn. Đã liên kết với các công ty và các doanh nghiệp, cụ thể là công ty rau quả Trung ương và các doanh nghiệp trồng phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện, bản tỉnh, khuyến khích sự liên kết chặt chẽ của trong cái liên kết sản xuất từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm quả để phát triển bền vững và tạo cái sự mà đồng thuận cũng như là niềm tin của người dân. Để hoàn thành mục tiêu phát triển cây ăn quả theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuần Giáo đề ra, thực sự là chặng đường còn nhiều khó khăn và thử thách phía trước. Hy vọng rằng nghị quyết này sẽ góp phần thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân. Thưa quý vị, với những cách làm sáng tạo, phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phóng sự sau ghi nhận tại huyện Điện Biên.
thôn 7 xã Phom Lót, huyện Điện Biên hiện có 100 hộ với hơn 400 nhân khẩu. Xác định dân vận khéo là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Theo đó, chi bộ thôn 7 xã Phom Lót đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đảng viên trong chi bộ cũng như bà con trong thôn hiểu được ý nghĩa, mục đích của chương trình và sự chung tay góp sức của mỗi người dân trong quá trình thực hiện. Đối với những hộ gia đình chưa nắm rõ lợi ích trong xây dựng nông thôn mới, chi bộ thôn 7 đã phân công các đảng viên và các đoàn thể trong thôn đến tận gia đình để vận động giải thích, thuyết phục người dân hiểu và tham gia. Nếu như trước đây việc triển khai thực hiện chương trình gặp khó khăn, thì nay đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ rất nhiệt tình của người dân. Hiện nay thôn 7 đã huy động nguồn lực trong dân được hơn 400 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa và làm được hơn 200 mét đường bê tông nội bản. Không chỉ có vậy, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường giao thông. Để đảm bảo cái yếu tố quan trọng nhất ấy, là đầu tiên là cái tinh thần đoàn kết, cái ý chí của bà con xã viên. Thế thì trong chi bộ chúng tôi là trước khi mà có cái chương trình nông thôn mới, thì trong chi bộ cũng đã họp và đưa ra cái nghị quyết thống nhất với các ban ngành trong thôn. Và sau đó là đưa ra lấy ý kiến của bà con xã viên. Thì qua đó thì được cái bà con xã viên là rất là đồng tình và nhất trí cao. Thì từ cái đó thì là chi bộ mới có những cái bước tiến hành tiếp theo. Thì nói chung là mọi công việc mà sau khi mà đã được bà con nhất trí thống nhất ý, thì công việc rất là hoàn hảo và cái công việc xây dựng nông thôn mới của thôn là mỗi ngày là một tiến lên. Vâng, thế còn trong cái quá trình làm thì trong chi bộ cái đầu tiên ý, là phải chi bộ là phải quán triệt trước các cái đồng chí đảng viên và các ban ngành trong chi bộ là phải gương mẫu đi đầu trong mọi cái phong trào để cùng với lại bà con xã viên để xây dựng cái chương trình nông thôn mới. Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo, xã Phom Lót đã huy động được hơn 7.000 ngày công và gần 3 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa từ người dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, xã Phom Lót đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, xã đã đạt 19 tiêu chí và 49 nội dung theo quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả này, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, còn có sự tham gia đóng góp rất lớn của mỗi người dân trên địa bàn. Hiện nay, bên cạnh việc duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt, địa phương này đang phấn đấu xây dựng 2 thôn bản đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Và để hoàn thành được các tiêu chí đó, thì công tác dân vận tiếp tục được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Hiện nay thì thôn 1, thôn 7 và bản Bắc Lậm, thì cái nội trình xây dựng thì cơ bản, nhưng còn rất nhiều nội dung phải cần cấp ủy chính quyền tiếp tục công tác chỉ đạo với các ban ngành đoàn thể, nhất là sự chung tay của bà con nhân dân để góp vốn xã hội hóa để xây dựng các cái tuyến đường, rồi các cái công trình vệ sinh, rồi ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với công tác xây dựng nông thôn mới. Một trong những cách làm hay trong thực hiện dân vận khéo tại địa phương này chính là việc phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của mỗi cán bộ đảng viên trên địa bàn. Bởi cán bộ đảng viên đi trước, làm gương thì mới tạo được niềm tin để người dân làm theo. Em thấy là đảng viên đi đầu trong công tác là đóng góp xây dựng nông thôn mới thì được sự ủng hộ rất nhiệt tình của bà con nhân dân cũng đóng góp vì thấy là trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ cũng như là đảng viên đối với thôn 7 cũng như là bản Bắc Đậm là các đồng chí đảng viên ở trong chi bộ là việc đóng góp cũng như là xã hội hóa là phải đi trước nêu gương để cho bà con nhân dân cũng thấy được cái đó là cái trách nhiệm của đồng chí các đồng chí đảng viên là cái vai trò gương mẫu cũng như là vai trò người đứng đầu để là thực hiện tốt cái xây dựng nông thôn mới của thôn bản cũng như là nông thôn mới của xã. Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình hoạt động của hội, Hội Nông dân xã Nong Luống, huyện Điện Biên đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Theo đó, hội đã phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc cây trồng vật nuôi, hướng dẫn cách đầu tư có trọng tâm, phù hợp với thực tế của từng hộ gia đình. Hội còn chủ động làm cầu nối giữa ngân hàng chính sách xã hội với hội viên, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Tập trung đổi mới công tác dân vận thông qua việc thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, lồng ghép với họp thôn bản để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của hội viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, công tác xóa đói giảm nghèo của hội viên trong xã đã có những chuyển biến rõ rệt. Hôm qua đấy cũng nổi lên các mô hình
kinh tế sản xuất kinh doanh giỏi và các sản xuất dịch vụ. Đấy, thì qua những năm vừa qua thì hội đầu nhiệm kỳ là có 27 hộ sản xuất kinh doanh giỏi đạt cấp 3 cấp từ cấp xã đến cấp tỉnh. Và đến thời điểm hiện tại năm 2022 này thì đã có thêm 14 hộ nữa, 14 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Tỷ lệ xuất giảm nghèo của hội viên nông dân thì hiện tại bây giờ là còn là đến 12%. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi do hội nông dân các cấp tổ chức, đồng thời tận dụng nguồn nước sẵn có tại địa phương, ông Tòng Văn Điện, bản Lún, xã Nong Luống, huyện Điện Biên đã đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất nuôi lợn kết hợp nuôi cá. Hiện nay, mô hình sản xuất của gia đình ông Điện đang mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định. Gia đình bây giờ thì cũng cấy khoảng 7-8.000 ruộng, xong rồi gia đình xây dựng chuồng lợn nuôi, có nghĩa là mỗi năm thì mình thường là mình suốt là làm hai lần, mỗi lần là nuôi khoảng 15-30 con. Cá thì mỗi năm suốt 2 vụ, mỗi vụ suốt được khoảng 3 tấn đến 4 tấn. Nói chung là mình thường bề phần ao ấy thì 6 tháng thì mình tháo cạn xong rồi mình rát bôi khử trùng để cho ao sạch. Còn về lợn thì đúc cho ăn ấy thì mình rửa ráy cho nó sạch sẽ để chống dịch bệnh cho con lợn. Cũng là hộ được tham gia tập huấn cách chăm sóc cá, ông Lò Văn Vinh, bản Lún, xã Nong Luống, huyện Điện Biên đã chuyển đổi sang nuôi cá rô phi đơn tính. So với cấy lúa như trước đây thì việc chăm sóc cá nhàn hơn, không bị dịch bệnh mà mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Nuôi cá thì cũng bình thường thôi. Đấy, cá giống ở trên trại ấy, xong rồi về thả xong cho bột thôi. Cũng nhàn thôi mà. Trước thì có bên thủy sản ấy xuống tuyên truyền và tập huấn cho nuôi cá ấy. Bệnh thì nó không hay bị dịch nọ kia, nó không hay bị đâu. Chủ yếu là mình chăm là tháo nước vào, tháo nước ra. So với trồng lúa thì nuôi cá thì lạt cao hơn. Những năm trước, gia đình chị Quảng Thị Hồng, bản Hủy Phúc, xã Nong Luống là hộ nghèo của xã. Nhờ được hội nông dân xã đứng ra tín chấp vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhất là mạnh dạn thay đổi tư duy, cách thức làm ăn, chị Hồng đã đầu tư vào kinh doanh phát triển dịch vụ tổng hợp. Hiện tại gia đình chị đang thu mua thóc ngô, kết hợp xay sát bán vật liệu xây dựng, làm dịch vụ phông bạt đám cưới. Từ đó gia đình chị có nguồn thu nhập rất ổn định, có điều kiện nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Ngày trước thì lần đầu tiên gian riêng thì khó khăn thì mình cũng vay ngân hàng chính sách, từ nguồn chính sách cho vay 5 triệu. Xong rồi mới dần dần tăng lên 10 triệu. Rồi cái nguồn vốn vay thì gia đình mình cũng chăn nuôi kinh tế với lại lợn gà. Cái vốn nhỏ thì mình chăn nuôi lợn gà trước đã. Xong rồi mình mới chăn nuôi trâu. Xong rồi về sau mình có vốn gom được ít thì mình mua thóc, xong rồi mua vật liệu xây dựng cho dân. Và mình thu nhập được ít thì mình mua cái xe, xong rồi chạy vật liệu cho dân yêu cầu thì chạy vật liệu cho dân. Các cháu thì nói chung là cũng tạm ổn định. Và các cháu cũng nuôi các cháu nữa thì đi học 7 năm, đứa thì học 5 năm. Vâng, thì bây giờ cháu cũng ra trường hết rồi. Thì coi như cũng tạm ổn định, cháu rồi đi làm, có việc, công ăn việc làm. Từ những cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với chức năng nhiệm vụ và đặc thù của mỗi đơn vị địa phương, phong trào dân vận khéo ở huyện Điện Biên đã và đang khơi dậy nội lực trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.